Em xin chào thầy và các bạn. Hôm nay em xin phép được trình bày bài tập số 6. Bài tập hiển thị hệ chữ Hello lên con led thanh led 8 đoạn. Trước tiên em xin phép được trình bày lưu đồ của mình. Đầu tiên em sẽ khai báo thư viện bằng cấu trúc chân, các biến, các dữ liệu hiển thị. Sau đó em cho một đoạn giải mã Hello lên để dữ liệu hiển thị. Cuối cùng em cho một chương trình con ra led mã Hello. Và xong sau đó ở chương trình chính em dịch chuyển chữ Hello từ trái sang phải. Cuối cùng là kết thúc chương trình. Em xin phép được vẽ mặt nguyên lý. Em xin phép được giải thích phần em xin phép phần giải thích phần code của mình. Trước tiên em khai báo các chân, các biến cần dùng. Em có gồm các biến quét, y, quy,
Ở dữ liệu hiển thị em cho là mảng chính thành phần, thì trong đó đây là thành phần chữ H, chữ E, chữ L và chữ O. Trước tiên em sẽ viết một chương trình con hiển thị như để quét chương trình con. Tiếp theo em là chương trình giải mã để dịch đèn led từ trái sang phải, và chương trình chính em cho một vòng lặp kiểm tra. Sau khi hiển thị và dịch chuyển xong, nó sẽ quay lại vòng lặp và thực hiện lại cái quá trình dịch chuyển đó. Mình xin phép được chạy thử.